Có rất nhiều quan điểm là những người thành công trong công việc là những người giàu. Vậy thì theo các bạn, thành công trong sự nghiệp nó nằm ở đâu? Hi, xin chào các em, chào mừng các em đến với Bóng Đèn, cộng đồng sáng tạo hàng Âu Việt Nam. Và lại là anh đây, bóng kính của chúng ta. Và ngày hôm nay anh đem đến một cái chủ đề là thành công trong sự nghiệp. Thì chủ đề này nó cũng không quá mới đối với một số người từng nghe cái kênh này. Nhưng mà dạo gần đây khi mà xã hội có nhiều cái biến động và làn sóng thất nghiệp nó đang diễn ra rất là mạnh, thì nó có những cái quan điểm mà anh thấy ở đây nó có thể gọi là nó chưa phù hợp, nhưng nó cũng có những cái góc nhìn khá hay, cho nên anh đem đến với cái tập podcast này để mà mình cùng trao đổi với nhau. Thì có một cái nhận định rằng á là người thành công là người kiếm được nhiều tiền. Và cũng có những cái định rằng là người thành công là người hiểu và xây dựng được một cái sự nghiệp cho mình. Vậy thì khi đặt lên cái bàn cân cho cái này á, thì mọi người sẽ có những cái phản bác là ok, việc bạn hiểu và bạn xây dựng được cái sự nghiệp của mình, cái con đường tạm gọi là mọi người thường gọi là cái career path của mình đó, khi chúng ta hiểu và chúng ta xây dựng được cái sự nghiệp của mình thì chúng ta hiểu rõ về nó thì chúng ta sẽ thành công. Nhưng mà vậy tại sao khi chúng ta có một số trường hợp là họ rất là hiểu cái career path của mình, họ rất là hiểu cái con đường họ đi và rất nhiều chông gai luôn, nhưng họ không giàu nhưng họ lại hạnh phúc? Nó cũng đáng để suy nghĩ đúng không? Và có những người là đánh đổi cái việc là họ chọn lấy cái việc mà họ thành công bằng cách là họ giàu, là họ làm mọi cách để có tiền và làm mọi công việc ở thời đại này, cho dù nó không phù hợp với cái career path của mình, vẫn làm giàu. Chủ yếu là giàu lên là có nhiều tiền và thì nó sẽ thành công. Thì cái quan điểm này nếu bạn ở độ tuổi trẻ, anh nghĩ nó có phần đúng. Nhưng nếu như cái quan điểm mà chọn tiền để làm bàn đạp và gọi là thước đo của thành công á, khi còn trẻ nó phù hợp, và nó cần thêm một yếu tố nữa, đó là chúng ta phải làm nhiều hơn, chúng ta phải sớm nhìn nhận ra cái sự nghiệp của mình. Tại vì sao? Có những cái lời khuyên trong cái công việc mà định hướng á, là khi chúng ta dùng cái công việc hiện tại để chúng ta dùng tiền để nuôi sống, sau khi có tiền để nuôi sống và trang trải nhiều cái sinh hoạt phí rồi, thì những cái khoảnh thời gian còn lại, những cái khoản đó chúng ta sẽ dùng cho xây dựng sự nghiệp. Anh lấy một ví dụ như chúng ta thường làm 8 tiếng ở công ty, phải, và trong suốt cái cuộc đời của chúng ta, khi chúng ta ngủ 8 tiếng, chúng ta dành ra 8 tiếng ở công ty, là hết 16 tiếng rồi, chúng ta còn có 8 tiếng thôi, thì thông thường chúng ta sẽ lựa chọn ở câu chuyện là chúng ta có thể làm thêm công việc để tiếp tục mở rộng cái con đường sự nghiệp của mình theo hướng có thể là cho công việc nó xong nè, cho deadline xong nè, cho sếp hài lòng chẳng hạn. Và có thể là overtime để kiếm thêm thu nhập nữa. Nhưng mà cái 8 tiếng còn lại và những khoảng thời gian còn lại chúng ta làm gì? Rất nhiều cái bài toán về tính toán cho cái chuyện này, và chúng ta thường nghe rất nhiều cái quan điểm trong cái chuyện là khi đi về thì chúng ta hãy làm những cái công việc mà để xây dựng cái đam mê của mình. Nhưng liệu có bạn nào, hãy thừa nhận đi, hãy thừa nhận trong cái số podcast này và thành thật comment ở bên dưới, nếu như bạn đang nghe tới đây, rằng bạn có làm được điều đó hay không? Bạn có dành sau cái khoảng thời gian 8 tiếng đó về cho là thêm ăn uống nghỉ ngơi và khoảng 2 tiếng và còn 6 tiếng còn lại để xây dựng cái sự nghiệp của mình?
hay là chúng ta lựa chọn trong cái việc gọi là chúng ta enjoy và relax. Vì ở cái tuổi trẻ chúng ta có rất nhiều năng lượng, chúng ta có rất là nhiều nhiệt huyết. Chính vì thế mà dĩ nhiên cái việc lựa chọn mà thước đo là lựa chọn tiền bạc để gọi là đánh giá cái sự thành công á, ở tuổi trẻ nó đúng. Nhưng khi mà bước lên cái con đường từ 25 và 28 và rõ ràng nhất là từ 30 trở lên á, thì anh nghĩ cái đó nó không còn nữa mọi người. Mà sau độ tuổi 30, đặc biệt sau 30 á, là cách mà chúng ta xây dựng cái sự nghiệp thực sự của chúng ta như thế nào. Có thể bạn sẽ ở giai đoạn đó bạn sẽ làm lương thấp hơn, nhưng cái sự nghiệp bạn xây dựng nó kéo dài và nó tạo ra một cái tiền đề để biến nó dựa trên những cái thời mà mình còn trẻ và những cái năm tháng nhiệt huyết nhất của mình trước 30, để mà mình xây dựng những cái kiến thức, xây dựng những kinh nghiệm và cái networking của mình để mà chúng ta tận dụng làm việc cho cái sự nghiệp của mình trong tương lai. Nói vậy ở đây á, là để anh muốn đem đến một cái quan điểm là anh không nói đúng sai vì ở hai cái nhận định trên cả, mà ở đây á, mình hãy chia nó thành những giai đoạn trong cuộc đời. Chúng ta hãy chọn tiền khi chúng ta còn trẻ và làm hết mình với nó để chúng ta tạo dựng cái không gian cho cơ hội sau tuổi 30. Nhưng và chúng ta cũng phải để dành những cái khoảng thời gian. Dĩ nhiên tụi em sẽ vẫn được chơi, vẫn có cơ hội relax, vẫn có hẹn được bạn bè, nhưng ở trong một cái giới hạn nào đó, để mà chúng ta hãy xây dựng cho chúng ta một cái sự nghiệp sau tuổi 30, càng sớm chừng nào và càng tốt chừng đó. Cũng như cái series podcast, cái tập, không phải series mà là cái tập podcast trước á, anh cũng đã từng nhắc đến mọi người về cái câu chuyện là hãy ghi nhớ về ba cái yếu tố của tuổi trước tuổi 30 và thậm chí sau 30 luôn, là chúng ta hãy luôn học một điều gì mới theo ngày, theo tháng và theo năm. Có thể học một cái gì đó cũng được, mọi người thường nghe đến cái điều này, nhưng mà mọi người thường sẽ đặt một cái quan điểm là hôm nay mình học là mình sẽ phải học một cái gì đó nó có giá trị, như là học tiếng Anh, học tiếng Trung, hay là mình học thêm một cái kỹ năng nào đó thì nó mới gọi là học. Nhưng mà ở đây á, anh nói á, thậm chí cái việc mà gọi là em học cái cách, thậm chí đôi khi nha, mình học kỹ năng mềm cũng được, mình học qua bạn bè mình cũng được, miễn sao mình luôn giữ được cái tư duy là mình liên tục mình học cái đó và mình đầu tư cho cái tương lai của mình, làm quen với nhiều người trẻ hơn mình và xây dựng cái network với những anh chị lớn và sớm có một cái kế hoạch tài chính. Đó là cái phần tập trước mà anh đã từng nhắc đến mọi người đó. Thì khi mà chúng ta cố gắng nhớ ba cái điều đó thôi, thì ở cái giai đoạn mà trước 30 chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn cái việc gọi là thành công quyết định bởi cách chúng ta có được thu nhập bao nhiêu. Càng nhiều bạn càng thành công. Nhưng sau 30, thước đo của thành công đó chúng ta đừng nên đặt nó làm cái thước đo thành công. Vậy nếu như, và đó là cái quan điểm cá nhân của anh, thì anh sẽ chọn như vậy. Trước 30 anh tập trung tiền thôi, nhưng sau 30 anh tập trung cho tất cả, cho sự nghiệp, cho network và cho cái định hướng của mình một ngày một rõ ràng hơn. Mình không thể chạy theo cái đồng tiền ở thời điểm đó nữa. Có thể là mình thậm chí mình làm những cái việc mà lương thấp hơn một chút xíu, nhưng mà nó phải đi được đúng định hướng và mình xác định được cái sự nghiệp của mình nó đi lên theo một cái chiều thẳng đứng. Và nó cũng là một cái kim chỉ nam để trong trường hợp khi mà cái thời điểm mà chúng ta đang thất nghiệp ở đây, chúng ta dành những cái thời gian rảnh rỗi để chúng ta tìm công việc mới, học tập một điều mới, tham gia những dự án để giúp cho cái sự nghiệp của mình tiếp tục thăng cấp hơn. Và đến khi mà chúng ta có được một cái công việc kế tiếp, chúng ta sẽ luôn luôn có được một cái nguồn năng lượng hoặc tiếp tục dùng những cái kiến thức mà chúng ta thường xuyên mà phát triển như vậy để mà xây dựng một cái sự nghiệp, một hành trình sự nghiệp dài. Và đối với người trẻ,
chúng ta hãy chọn sự nghiệp là một hành trình, chứ chúng ta đừng nên chọn đó là giai đoạn. Vì cái cách mà chúng ta chọn cái, chúng ta nghĩ, chúng ta chỉ lựa chọn một phương pháp thì nó sẽ chỉ là phù hợp cho ở cái giai đoạn nào đó thôi. Nếu như bạn chọn sự nghiệp sớm, ok, vẫn được nha. Nhưng mà lúc đó bạn nhớ là bạn không có tiền, và bạn phải trang trải rất nhiều cho cuộc sống. Và chưa kể nha, cái việc mà chúng ta không có tiền ở tuổi trẻ nó cũng kéo lại chúng ta rất là nhiều thứ. Cho nên chính vì thế, khi mà còn nhiều năng lượng nhất, hãy tìm nhiều nhất để xây dựng cho mình một cái cách kế, một cái kế hoạch tài chính sớm, để làm cái bàn đạp cho độ tuổi sau 30. Vậy nhé. Và anh tin rằng đây, cái kinh nghiệm cá nhân này của anh, nó có thể giúp được cho nhiều bạn đang nghe cái số podcast này. Và nếu như bạn nào có một cái quan điểm khác hay hơn, hoặc là ví dụ như các bạn có được những cái idea về để tranh luận cho cái chuyện là thành công đo qua việc tiền bạc hay đo qua cái con đường sự nghiệp, thì hãy cho anh biết. Đối với anh, nó là đo theo giai đoạn, chứ không hề gọi là để mà mình bám suốt một cái lựa chọn nào suốt đời cả. Vậy nhé, anh hy vọng là sẽ nhận được nhiều chia sẻ. Vì như bao số từng nói trước đây rồi, sharing e learning, anh hy vọng sẽ sớm nhận được nhiều chia sẻ của các bạn. Và nếu như những chia sẻ đó thật sự có giá trị, tụi anh sẽ pick nó lên. Và nếu được, trong một tương lai đó nào đó, khi mà video podcast tụi anh mạnh hơn, tụi anh sẽ hy vọng mời được các bạn để tham gia những series đó như một khách mời. Và ok, chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ. Bye.